thể thao vip.com xin chào bạn. Vâng, rất nhiều khách hàng luôn có những câu hỏi, ví dụ mua một chiếc xe đạp tốt, một chiếc xe đạp cao cấp để chơi thì mua của hãng nào, model nào, xem chất lượng có phù hợp với giá tiền mình chi ra không, xem chất lượng dịch vụ có chuẩn không, xem mua xe đạp ở đâu. Vâng, đây là những câu hỏi thường sẽ thấy ở các bạn đang chơi xe và tìm hiểu xe. Và hôm nay trong video này, tất cả những câu hỏi đó shop sẽ giải tỏa và sẽ giải đáp cho bạn được biết. Và trong video này shop giới thiệu tới bạn chiếc xe đạp Sava R6 full carbon full Shimano 105 R7i. Và đây là chiếc xe đạp của hãng Sava, một thương hiệu xe đạp Đức đã được khẳng định thương hiệu trên toàn thế giới. Và hiện nay model này mới nhất đã được nâng cấp, đã làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam, và shop đang có sẵn 5 màu mà hãng đã sản xuất để giới thiệu cho bạn, để bạn dễ dàng chọn lựa màu. Và đặc biệt chiếc xe này có 3 size, size 48, 50 và 52, để bạn chọn chiếc xe phù hợp nhất với mình từ màu sắc đến kích cỡ bạn nhé. Và hôm nay shop sẽ lấy một chiếc ra để chia sẻ với bạn tại sao chiếc xe đạp này ở phân khúc cao cấp, và tại sao với giá tiền này sẽ phù hợp với bạn chi ra, và bạn sẵn sàng để rinh một em về để chơi thỏa mãn đam mê, cũng như cho em đó vào bộ sưu tập chơi xe của mình. Vâng, đây shop sẽ lấy một chiếc, đây là màu đen ghi. Hiện nay Sava R6.0 đang có 5 màu bạn nhé: đen đỏ này, đen ghi, ghi đỏ, đen vàng và đỏ trắng. Vâng, 5 màu siêu đẳng cấp, siêu đẹp luôn. Vâng, shop sẽ lấy một chiếc, đây màu đen ghi, và sẽ trả lời cho bạn tất cả những câu hỏi bạn đang thắc mắc tại tìm mua xe đạp ở đâu, mua hãng nào, với giá tiền nào có phù hợp với giá tiền mình chi ra không, và chất lượng của nó có thực sự là đảm bảo không. Vâng, đầu tiên khi bạn mua xe thì điều quan trọng nhất là quan tâm đến bộ khung sườn của chiếc xe. Vâng, thứ nhất chiếc xe đạp Sava R6 này full carbon, tức là khung carbon, càng carbon, hô tăng carbon, tay lái hay được gọi là ghi đông bằng carbon. Đây, kể cả những nắp đậy, những vòng đệm, cồn bác cũng bằng hô tăng, bằng carbon bạn nhé. Đây, đến cọc yên, cọc yên bằng carbon, đặc biệt cặp vành chém gió bằng carbon, full carbon. Vâng, bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng chiếc xe đạp này, bởi chiếc khung sườn này được hãng bảo hành tới 5 năm, xe hỏng kỹ thuật đổi mới bạn nhé, cho nên bạn hoàn toàn yên tâm. Thứ nhất. Cái thứ hai, sợi carbon được làm cho chiếc xe đạp Sava R6 này là sợi carbon T800 của Touray Nhật Bản. Vâng, sợi carbon T800 là sợi carbon mới nhất hiện nay, được nghiên cứu công nghệ rất là đẳng cấp. Sợi carbon T800 được dệt dày hơn, nhẹ hơn và cứng hơn. Vâng, đối với các dòng xe trên thị trường thì có rất là nhiều xe carbon giá rẻ đó nhé, thì những sợi carbon đó thì được làm những sợi carbon chất lượng thấp hơn, cho nên có giá trị, giá thành rẻ hơn. Và đặc biệt với công nghệ của Đức thì những công nghệ được sản xuất cho chiếc khung này, những công nghệ để sản xuất ra chiếc khung này đều được ghi chi tiết ở đây bạn nhé. Đây, MCB DO đó, bạn có thể tìm những công nghệ này ở trên mạng hoàn toàn biết được luôn. Cho nên chiếc xe đạp này ưu điểm thứ nhất là carbon cao cấp, thiết kế. Cái thứ hai, thiết kế của chiếc khung này là thiết kế khí động học rất đặc trưng của hãng Sava. Đầu tiên bạn xem này, những đường vát, những đường khúc cạnh ở đây không những tinh tế mà đây nói về kỹ thuật, đó là khí động học các nhé, chạy rất ngứt gió và xe rất đẹp luôn. Cái thứ hai, tay lái được thiết kế theo dạng cánh. Đây bạn thấy này, đây là một thiết kế được áp dụng khí động học dạng cánh máy bay.
Đó. Thêm một cái chi tiết nữa, đây này, toàn bộ cáp được âm trong tay lái, đây bạn nhá, âm trong tay lái và âm trong khung. Đó, bạn thấy ạ, âm trong khung, một chi tiết rất tinh tế về kỹ thuật thì nó là góp phần không nhỏ trong vấn đề giải quyết vấn đề cản gió. Cho nên đây là một chiếc xe đạp đua chuyên nghiệp. Đó. Nói thêm về chiếc khung này, được xử lý sơn, công nghệ sơn ô tô nhiều lớp, nhìn rất chất bạn nhé. Và với màu đen ghi này, cực kỳ trang nhã, cực kỳ cá tính luôn, thể hiện sự đẳng cấp của bạn khi sử dụng màu này. Tiếp theo, chiếc xe đạp này được sử dụng Group Shimano 105 G7000. Và đây, 105 G7000. Bạn lưu ý là những cái group mà cao cấp, những cái group thương hiệu thì được sản xuất, được ghi rất là chi tiết ở trên xe. Đây, ví dụ FCR7000. Đó, ra ban riêng là nơi xuất xứ bạn nhé. Những bộ đồ cao cấp của hãng Shimano từ đời 105 là được sản xuất trong nước Nhật Bản luôn, nên bạn hoàn toàn yên tâm. Với bộ đồ này, bộ truyền động này được bảo hành 1 năm theo chính sách của hãng bạn nhé. Khuôn đúc Shimano 105 thì gồm những món nào? Thứ nhất là tay đề lắp 105 này, R7000 này, cụm phanh trước sau này, cụm phanh trước sau 105 R7000 này, đùi đĩa này 105 R7000 này, gạt đĩa 105 R7000 này. Đấy, gạt lip hay được gọi cùi đề 105 này, R7000 này, lip 105 R7000 này, lip 11 tầng bạn nhé. Và hai đĩa, tức là xe này có 22 tốc độ. Vậy nên chiếc xe được gọi là full loop thì là đủ món, không như một số dòng xe khác người ta lắp không đủ món thì giá nó thành nó sẽ rẻ hơn. Đúng như bạn mua một chiếc xe ô tô cao cấp thì full thì nó sẽ đắt hơn bạn nhé, full đồ nó sẽ đắt hơn. Và khi mà lắp khung đồ này thì sự hoạt động của nó đồng bộ thì bộ chuyển động chạy cực kỳ sướng luôn. Đó, cực kỳ sướng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết của bộ chuyển động này. Thứ nhất, tay đề lắc, đây là tay đề lắc 3 trong 1. Thứ nhất, bó vào là phanh bạn nhé, gạt cả lên như này là lên lít xả lít. Và còn tay bên trái là bó phanh sau này. Đấy, gạt cả lên là lên đĩa và gạt xuống là xả đĩa, đúng không ạ, hay là xuống đĩa. Và ở cái tay trái này lên đĩa là có một cái lớp phụ bạn nhé, để tinh chỉnh khi mình chạy các clip khác nhau. Đó, và cái công nghệ ở tay đề lắc 105 R7000, đây là cái lúc cao nhất của đời 105. Và cao nhất của đời 105, cho nên khi bạn đẩy một phát sâu như này nó sẽ lên được 3 lít. Đây gọi là công nghệ dual ship. Đó, cái công nghệ này thì ưu điểm của nó là khi bạn đang chạy tốc độ cao, bạn cần giảm tốc độ để ôm cua hoặc neo dốc thì bạn đổi lip rất là nhanh. Đó, cho nên đấy, đây là một chiếc xe đạp chuyên nghiệp, cho nên là sẵn sàng mọi thao tác, mọi yêu cầu kỹ thuật đều đáp ứng được cho bạn. Đấy, hay những cái gạt đĩa ở đây, gạt đĩa đây, đây bạn nhìn này, đây là những con ốc tinh chỉnh của bộ gạt đĩa này, nhìn khác hoàn toàn. Cho đến những cái dây cáp này được phủ một lớp ni lông bạn nhé, bạn nhìn khác biệt hoàn toàn so với những dòng xe rẻ tiền, đúng không ạ, rất là đẳng cấp. Và đặc biệt cái cáp này nó có cái bộ tăng đơ này, đây là bộ tăng đơ, đây là tinh chỉnh rất là, phải nói là tinh chỉnh rất là chi tiết để mình chỉnh cái bộ cùi đề gạt đĩa sau. Đó, và chỉ xuất hiện ở những dòng xe cao cấp đắt tiền rồi nhé, một chi tiết rất là đẳng cấp. Rồi cái chi tiết tiếp theo các bạn quan tâm đó là sử dụng Meyer gì. Đây, đối với Rồi 6.0 thì đang sử dụng Meyer của hãng Soi Xe. Thì sau này Meyer sau dùng 4 bạc đạn, 2 bạc đạn dùng cho Meyer đang chuyển động này ạ, và 2 bạc đạn dùng cho cối nhíp này.
và cuốn những cái này gọi là rất là lỏ, gọi là khối nhĩ lỏ nhé, nghe rất là sướng luôn. Và bộ chuyển động này chạy rất êm đây ạ, chạy rất êm. Và xe này thì được phối hợp với lại một cặp vành cao 5cm này, nó như một cái bánh đà vậy, mô men quán tính rất cao, nó luôn giữ ổn định tốc độ cho bạn ở trên đường đua, giúp bạn về đích trước đối thủ mà không tốn sức. Và chi tiết tiếp theo mà chiếc xe này được đánh giá là đẳng cấp và giá trị thực với giá tiền bạn chi ra đây, kể cả sử dụng đến cái chiếc yên Tizik, đây là một hãng yên của Italia rất nổi tiếng, và chỉ bạn sẽ thấy ở những cái dòng xe cao cấp bạn nhé, yên bằng da này. Đó, bằng da, bạn nhìn thấy da này. Đấy, da được may rất là tinh tế luôn, đường may này. Chiếc yên này thì gọi là cọc yên liền đây, có nhiều mức chỉnh lên chỉnh xuống bạn nhé, để phù hợp với lại thể trạng của mỗi bạn khi mà đạp xe. Đấy. Đây, một chi tiết không nhỏ của những dòng xe cao cấp của hãng Sapa. Đây, bạn thấy bình thường những hãng khác người ta cũng làm cọc in tròn mà ai, nhưng mà đây là cọc in người ta sẽ làm vát một phía đằng sau một chút. Đấy, khi bạn chạy ở tốc độ cao, cái độ lắc in này nó rất là cao, nó bẻ in khi bạn đạp đúng không ạ? Đấy, thì cái này nó giúp cho là cố định được cọc yên, cố định được cọc yên, luôn ổn định, không có độ dơ, không có độ dơ bạn nhé, không có độ dơ khi mình đạp ở tốc độ cao, độ lớn cao. Mà cái khóa cọc yên này được nạp âm này, bạn nhìn này, nhìn đẳng cấp đúng không ạ? Đó, rất đẳng cấp ở chỗ âm luôn, nhiều người không biết là tháo cái khóa ở đâu ra. Đó, xe rất là chuẩn, rất là đẳng cấp luôn. Vâng, đến với xe đạp thể thao VIP.com, bạn hoàn toàn yên tâm khi chọn chiếc xe cho mình, bởi tất cả những xe đây nhập khẩu về nguyên chiếc, nhập khẩu về nguyên chiếc và bảo hành theo đúng chính sách của hãng. Đã nhiều khách hàng đến với xe đạp thể thao VIP.com mua được xe và hài lòng với sản phẩm của mình, từ xe, giá thành đến chất lượng phục vụ của shop, bởi shop luôn đưa tiêu chí phục sự để dẫn đầu. Shop sẵn sàng phục vụ bạn, sẵn sàng tiếp đón những câu hỏi của bạn để trả lời mọi thắc mắc, bởi shop dẫn đầu về ngành xe đạp trong nhiều năm qua, sẵn sàng phục vụ bạn. Bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao VIP.com. Shop luôn đưa những chia sẻ, những đánh giá của khách hàng về sản phẩm. Khi bạn xem, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi chọn cho mình một chiếc xe đạp hài lòng vừa ý nhất. Và đặc biệt trong tháng 11 này, shop có chương trình rất đặc biệt khi bạn mua xe sở hữu chiếc xe bạc R6 này. Vâng, khi xe nhập về tới Việt Nam nguyên thủ nguyên chiếc thì hãng chỉ tặng một đôi bê đan tầm trung để bạn nhận được xe, bạn đạp được luôn bạn nhé. Nhưng để cho nó cao cấp hơn thì trong tháng 11 này shop tặng bạn một đôi bê đan cao cấp dùng cho xe đua. Vâng, đôi bê đan này rất giá trị ở chỗ bê đan được làm bằng nhôm đúc. Đây, toàn bộ là bằng nhôm đúc bạn nhé. Đây, phần này là đúc hết này. Đấy, đây là trục này chạy bằng bạc đạn, nó rất là trơn tru mà lại chắc chắn. Đấy, chỉ trong tháng 11 này thôi bạn nhé, chỉ trong tháng 11 này shop tặng bạn một đôi bê đan khi bạn mua xe R6. Và đến với shop xe đạp thể thao VIP.com, bạn có nhiều sự chọn từ màu sắc đến xa, shop luôn sẵn sàng, luôn đủ hàng, bạn đặt hàng giao hàng cho bạn luôn, không phải chờ đợi lâu đấy nhé. Rồi, một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video, hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.